Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mưa ẩm sẽ tiếp tục phát triển ở miền Trung và gây mưa ở nhiều nơi, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi. Trong đó thì quan sát ở trên ảnh mây vệ tinh thì vùng mây dày nhất tập trung ở khu vực từ Quảng Bình cho đến Đà Nẵng. Và nhờ có mưa nên nhìn chung thì không khí cũng dịu mát hơn và nhiều điểm thì nhiệt độ cũng đã giảm từ 2 cho đến 3 độ so với cùng thời điểm trưa qua. Và dự báo là sang ngày mai, mưa sẽ tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của miền Trung. Tuy nhiên thì mưa không quá dồn dập và thời gian mưa ở mỗi chỗ sẽ khác nhau. Như ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh thì mưa chủ yếu xảy ra bất chợt trong ngày. Còn dọc khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận thì mưa tập trung về chiều tối. Cảnh báo sang đến tuần sau thì miền Trung sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, bắt đầu từ ngày thứ ba và kéo dài cho đến giữa tháng. Và thông tin chi tiết về đợt mưa lớn này thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin thời tiết tiếp theo. Còn về diễn biến thời tiết ở khu vực Tây Nguyên thì dự báo là sang ngày mai mưa vẫn tiếp tục xảy ra ở hầu khắp khu vực. Thời gian mưa chủ yếu là xảy ra về chiều tối và không loại trừ có những điểm mưa to cục bộ kèm theo cả sấm sét cũng như là gió giật. Còn buổi sáng và trưa thì trời vẫn sẽ còn nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa thì nhiệt độ sẽ vào khoảng là 29 cho đến 30 độ. Ở trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đêm nay và ngày mai dự báo sẽ có mưa dông kèm theo cả gió giật cũng như là lốc xoáy nguy hiểm. Đồng thời, tầm nhìn cũng giảm thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số thông tin thời tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.